Yajayo Nayye Anham Ayesi Thammato Tato Bhakti Sammato Anuna Dhammadesanam Makkhavasani Desesi Sattanam Attasittakam Tena Sathu Ayo Pande Desetu Dhammadesanam Sabbanika Parisaya Anukampa Bhikkhave. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá và đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học và giảng dạy vi diệu pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và mọi thành tựu viên mãn cho thầy mọi lần. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc, tha thiết, kiên trì của các bạn ngủ trong rung để duy trì lớp học đến ngày hôm nay. Cầu mong cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp, nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, diệt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Hôm nay là ngày Chủ nhật 3 tháng 1 năm 2021, là tiết học thứ 105, đã học hết phần lộ lộ tâm lộ cận tử, lộ ngũ môn cận tử. Kính mời thầy quản lý lên lớp, xin chúc các bạn có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. À, thân chào tất cả quý vị, rồi Happy New Year ha. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. À, hôm nay chúng ta tiếp tục học chương trình cũ ha. À, cái bài lộ ngũ môn cận tử xong rồi phải không? Xong lộ ngũ môn cận tử không có gì. Thì mình sẽ đi vô bài mới tiếp theo. Xong ha, ok. Rồi, à, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammāsambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ acchuvādemi. Svakkhato Bhagavatā Dhammo Dhammaṃ namassami. Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Saṅghaṃ namāmi. Sama sambutamatulang sasattam magaluttamang api wadiya pasisang api tammat sanggahang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa được trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa. Rồi, chương trình của chúng ta cũng như thường lệ ha. À, đọc Bali trước, rồi sau đó chúng ta đi, chúng ta mời một phút để lên đọc bài từ rồi. À, chúng ta tiếp tục học. Rồi, xin mời quý vị. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Các bạn xin đọc bài. Mano Doare Vì Thí Chích Đáp Bá Quát Tí Ná Vô Tiến Tình Tâm Phải Phép Xuyên Qua Ý Môn. Mano Doare Bá Ná Giá
quý phù tân mà làm ba năng à bà thần à gáp chá tí chá cầu ba rằng phá hoàng giá chá lá ná má nồ đò ra quách chá ná chá quá nà quá xà nề ta đà ràm má ná bà cà ní bá quát tàm tí ta tô bá rằng ta hoàng giá bà tô á quyết á quý phù tề ba nà làm ba nề chá quá nà quá xà nề ta hoàng giá bà tô quá hồ tí nát thí ta đà làm ba nứt bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, khi chập phá quan giá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan giá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quy quýt thí chích tà ní tì đề quá chích tấp bà đà đá xề ý tà quá thà ná bá nát thề cá chát tà lì xá quý phà quá về á giá mát thá bá rí tà tá chá quá ná quá đồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiếng tình tâm đã được dạy, sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Xin hát. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Con cũng xin đọc bài. Appana vi thi cittappa vattina yo. Tiến trình tâm an chỉ. Đoạn 1. Appana chawana va re pana vi phù ta. Vi phù ta phê đồ na thi. Tất hà ta đà làm bán nứt bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá quá ná, ấp bá na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký là tạng tá thá hí na ná sầm bá dứt tá ca ma quá chá ra chá quá na năng ách tha nàng anh ná ta rách mình ta ri ca mù pa chà ra nu lồ mát gót tra phù nà mê ná cha tút khá tùm tít khá tùm mê quá hòa giác thà ca mạng u pát chít tòa ni rú thề ta đa ná ta ra mê quá giá thà ra hằng cha tu hằng bành cha mằng và cha phi sa ti ma hát gắt ta lô cút ta ra cha quá nề xú giá thà phình tình nì phi nì hà ra quá xề ná dằng kính trí cha quá nàng appana vi thi mô ta ri tí ta tô pa rằng appana quá xà nề phá hoành ra pa tô quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với chi kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần trong chập tâm chuẩn bị pa ri cầm má cần hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh đồ tra phù
tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, tức là tâm thiền và siêu thế, nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Đoạn 1, xin mời bạn kế tiếp. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Tathaso mana sasahagata chavana nan ta rằng appana biso mana sasahagata wapatikan khitappa ubekha sahagata chavana nan ta rằng ubekha khà sa ha ga ta wa ta tha bi ku sa la cha wa na nan ta rằng ku sa wa che wa he thi mạnh cha pha la ta ya ma be ti kri ya cha wa na nan ta rằng kri ya cha wa na ta cha áp về ti. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná ấp bá na sát na địch với thọ hỷ ấp sẽ khởi, một trá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quá ná ấp bá na liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quá ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sammāpatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quá ná hành sẽ có một trá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhàm hà đoà đa sổ bách kha cà ba rằng su khi tắc kriyato át tha cha sầm phồn ti u bách kha cà. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề túc cà liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát. Bốn thiện sắc, 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại. Một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với tám bốn thiền duy tác sắc cộng bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có loại tâm một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutthuccana sasekha nang ka ma bùn nhà ti hề tu tổ ti hề tu ka makriyato vitara gà nang ap panayamare vi thi chi tap bhavatina yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sách khá, tâm quả ấp bá na phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ con đã xong ạ. Dạ con kính tri ân thầy, cảm ơn Đông Triều đã bốt bài. Dạ kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, xin đọc ạ. Mano đoà rề rù phí chít tấp tá. Xin sám hối tại vì nó nhảy lên nên con không thấy, con đọc, con xin đọc lại ạ. Mano đoà rề rù phí chít tấp tá quách tí nã dồ. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rề pá ná giá đi quý phù tá mà làm bá nằng à bà thằng à gách
chát tí tát tổ ba rằng phá hoàng gá chá la ná má nồ đòa rà quá chá ná chá quá nà quá xà nề tá đà rằm má ná bà cà ní phá quá tàm tí tát tổ ba rằng phá hoàng gá bà tổ á quý phù tề ba nà lầm ba nề chá quá nà quá xà nề phá hoàng gá bà tổ quá hồ tí nát thí tá đà lầm ba núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quăng gá dao động, ý môn hướng tâm và cháu ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quăng gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quăng gá, sau khi luồng cháu ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thí chích tà ní tì nề quá chích tức bà đà đá xế ý tà quýt thà rề ná pháp nếp thề các chất tà lì xá quý phà quá dề ayamet tháp bá ít tá cha quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quá ná phụ. À, xin cảm ơn Đông Triều đã post bài và con cảm ơn thầy Kinh đã nghe và con xin xứng biết ạ. Xin mời việc kết tiếp. Kính thưa thầy, kính chào tất cả các anh chị trong đạo tràng. Dạ xin lỗi vì máy con không có giơ tay được. Và hôm nay cái chỗ con nó cũng hơi ồn. Dạ, con xin đọc. Appana vì thí chít tập bavati na yo tiến trình tâm an chỉ. Appana chavana hòa rề banavi pù tà vi pù tập về đồ nát thí tát hà ta đà lầm ba nấp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chavana appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy, không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tát thá hi nhà, na sầm ba duyết tá, cà mà va chá ra chá va nà nặng. A thăng nặng, an nha ta ra mình, ba rí cầm mu ba chà ra, nu lồ, má gồ tra phù. Nà mê na cha tu khát tùng tích khát tu mê quá hoài giá thạc ca nặng ấp ba chiếc tòa ni rút đề ta đa nặng ta ra mê quá giá thà ra hằng cha tu thằng bèn cha mặn hòa cha vì sa tí mát hát gá ta lồ cút Tara Chavane su yatha phi phi ni hà ra qua se na yang kin chi Chavanang ap ba hòa vì thi mô tara ti ta tô ba rằng ap ba na qua sa ne ba hòa ga ba ta bộ qua hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Chavana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, bá rí cầm má cận hành, upachara thuận thứ, anulo má và chuyển tánh gotrapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập tâm thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá hóa ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, xin kính cảm ơn thầy, cảm ơn các anh chị trong đạo tràng, cảm ơn Đông Triều đã bóp bài. Con xin xuống mic.
Dạ, con Đông Triệu xin kính chào thầy và xin kính chào các lớp. Con xin đọc bài. Đoạn 2. Tattha so manatta sahaya ta chavana chavana nam ta rằng appanna viso manatta sahaya ta wa pa ti can ki tappa upekkha sahaya ta chavana chavana nam ta rằng upekkha sahaya ta wa tattha pi kusala chavana chavana nam ta rằng cô sa lá cha qua nành chè qua hết thi mình cha pha lát ta giác mắt về tiếp quy già cha qua nà nàng ta rằng quy già cha qua nàng a la hát ta pha làn cha ấp về tiếp. Ở đây tức khắc theo sau một cha qua ná với thọ hỷ, một cha qua ná ấp pa nà sắc na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát. Sau một cha qua ná đồng phát sanh với thọ xã, một cha qua ná ấp panna đề cập với thọ xã ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha qua ná ấp panna thiện sẽ nối tiếp thêm một cha qua ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samma patti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha qua ná hành sẽ có một cha qua ná hành và quả a la hán nối tiếp. Bất tình sát xuất pháp quần nhá quần nhầm hà đòa đa sổ bách khá cà ba lần sư khi ta khuy giác tổ át thách chá sầm phồn tí bách khá cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tu cá liên hợp với thọ hỷ 32 lợi tâm khởi phát gồm 4 thiện sắc 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xã 12 loại, một ngũ thiền sắc, bốn thiền vô sắc, bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, bốn thiền nghi tác sắc, bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xã có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc, bốn thiền vô sắc, ngũ thiền a la hán quả. Quốc thuật cha nà ná sách khà nặng khà má quỳnh nhà tí hề thuốc tù tí hề thuốc khà má quý gia tù quý ta gà gà nặng ấp anh nà ai giam mát phá má nộ đòa nè quỳ thi chích tập bao bách tí na dù. Đối với hạng phạm nhân và hạng còn phải tu tập sĩ khác và tâm quả ấp anh nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đó có những vị không còn tham ái, là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách tiến của tiếng tịnh tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn thầy. Dạ, xin mời chị em, còn chị Châu Nguyễn nữa. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Dạ con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu ạ. Mano dare vi thi citta pavattina yo. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano dare pana gia đi quý phụ ta mà làm ba năng à bà thầm à gác cha tí ta tổ ba rằng ba quanh gác cha la na ma nô đoà ra quát cha na cha wa nè wa sa nè ta đà ram ma na pa ca mi pa quát tâm tí ta tổ ba rằng ba quanh gác ba tổ a quý phụ tề ba nà làm ba nè cha quanh nà quá xà nề phá hoành ga bà tù quá hồ tí nắp thí ta đà làm bá lúc bà hồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này
Tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến và phá quan gá, sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quý thí chích tà ní tì nề quá chích túc bà đà đá dê rí tà. Quý thà rê ná bá nét thề cá chát tà lì xá quý phà quá dì. Á giá mét thà bá rít tá chá quán ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của trá quá ná phụ. Dạ thưa, con đã đọc xong mà con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ cảm ơn đồng triều đã post bài. Con xin phép được xuống mic, con kính dừng mic lại cho lớp ạ. À, xào thử à, hết hài lòng không? Rồi à, nếu hết rồi thì mời anh Phúc lên trình bày là cái bài tuần rồi học á, đọc chậm chậm thôi nha anh Phúc, chậm thôi, triều post bài lên lại, post từ từ lên lại để dò lại cho quý vị dò lại. Rồi xin mời Phúc. Tôi Phúc xin đọc lại bài lần trước học. Bài lần trước chúng ta học là bài tâm lộ cận tử. Tâm lộ cận tử học từ tâm lộ cận tử gồm có từ má ra ná là chết, a sanh ná là cận kề gần kề, gọi là cận kề cái chết. À, chít tá quỳ thí tức là cái đầm lộ. Giải thích là cái sự chấm dứt đời sống của một ngũ quẩn hay là một tứ danh quẩn khi chúng sanh có danh mà không có sắc. Sự tái sanh từ đời sống cũ hay chuyển tiếp từ ngũ quẩn cũ sang mới đối với chúng sanh còn tái tục. Thì tâm lộ cận tử được xảy ra thường có hai phương thức. Phương thức đầu tiên là khởi lên qua ngũ môn, gọi là ngũ môn cận tử. Khởi lên qua ý môn, gọi là ý môn cận tử. Thì trong cái bài này, chúng ta học là lộ ngũ môn cận tử. Thì trong cái phần mình không có giải thích cái về những người cái sự chết, là chết là cái sự tận diệt của ba pháp. Một là mạng quyền, thứ hai là hơi nóng, thứ ba là tâm thức. Thì lộ ngũ môn cận tử, khi năm cảnh xuyên qua ngũ môn với người sắp mệnh chung, làm khởi sanh cảnh nghiệp tướng, tạo điều kiện cho tâm tục sinh sanh lên, khởi đầu cho một kiếp sống mới. Thì lộ tâm khởi trong điều kiện như thế được gọi là lộ ngũ môn cận tử. Có bốn trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là động lực có na cảnh.
Trường hợp này có hai trường hợp. A. Động lực, na cảnh, hỗn kiếp và tử tâm. B. Động lực, na cảnh, tử tâm, không có hỗn kiếp. Trường hợp thứ hai. Động lực không có na cảnh. A. Động lực, hộ kiếp, tử tâm. B. Động lực, tử tâm. Như vậy là mỗi môn có 4 trường hợp. Môn có 4 trường hợp, tức là mỗi có 2 lỗ. 2 lỗ thì là 4. 4 trường hợp này nhân với 5 môn thì sẽ có tổng cộng là 20 lỗ. Về cái động lực thì thay vì là 7 sát na thì ở đây chỉ có 5 sát na. Thì dòng tâm thức diễn biến như sau. Hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rúng động, hậu kiếp dứt dòng, kháng ngủ, ngủ trong thức, tiếp thâu, quan sát, xác định, năm động tốc, hai na cảnh, cộng hồn kiếp, cộng tử tâm. Diễn biến của trường hợp thứ hai cũng y như trên, nhưng không có hồn kiếp. Ở cuối không có hồn kiếp. Vì sát na thì có 12 tâm khách. Thứ tâm gồm 45 thứ tâm, tức là 54 tâm dục giới, trừ với 9 động lực đại hạnh. 9 động lực đại hạnh tức là 8 tâm đại hạnh cộng một sinh tiếu. Người thì có 6 hạng, trừ đi thánh tâm quả và tứ quả, tức là 4 phàm cộng 2 thánh quả thấp. Giải thích là ba tam quả, ba thánh bậc tam quả đã diệt trừ được tham dục, cho nên lúc lâm chung tâm các ngài luôn hướng về các pháp đã chứng đắc, do vậy năm trần không thể xâm nhập được. Thì cõi thì có 11 cõi dục giới, 6 cõi thiên, 1 cõi người và 4 cõi đọa. Năm trần sắc thinh hương vị xúc thuộc về lò ngũ. Bậc Anaham là tánh tam quả, tử ở lộ ý, khi mệnh chung chắc chắn sẽ sanh về ngũ tịnh cư hoặc cõi thiền đã chứng. Bậc tứ quả, khi lâm chung các ngài hướng về duyên tịch Parinibbana, chỉ khởi lên ở lộ ý môn cận tử. Bậc thứ hai, tử không có na cảnh, diễn hoạt lộ tâm, hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rúng động, hậu kiếp dứt dòng, kháng ngủ, ngủ trong thức, tiếp thâu, quan sát, đoán định, cộng năm động lực, cộng hậu kiếp, cộng tử tâm. Sắc na gồm có 10. Người tâm khách thì thứ tâm có 37 thứ tâm, 37 tâm khách, tức là 54 tâm dục giới, trừ đi 9 động lực đại hạnh. Bây giờ trừ di tác, trừ cộng tâm di tác giới, từ tám đại quả giới, từ tám đại quả giới. Về chặn có 6 chặn, người có 6 hạng, trừ thắng tam quả và tứ quả. Về cõi, lộ nhãn, lộ nhĩ có trong 26 cõi ngũ uẩn, lộ tỷ, lộ thiệt,
và lộ thân có trong 11 cõi dục. Cõi có đủ 5 môn, 26 cõi. Chỉ có tỷ thiệt thân là ở 11 cõi dục. Lộ nối tiếp sau khi tử là tử tâm, tục sinh, 14 hậu kiếp, rúng động, dứt dòng, kháng ý, cộng 7 cháu quá ná tham, cộng 2 na cảnh, cộng hậu kiếp. Phần chú thích: trong lộ tâm qua ngũ môn ở giờ phút cận tử thường được trình bày bằng hai lộ tâm liên tục là lộ cận tử và lộ tục sinh. Chúng sanh sau khi chết sẽ được tái sanh ngay tức khắc, không thể có thân trung ấm, tức là có sự chờ đợi trong 49 ngày. Thường thì tâm động tốc phải có đủ 7 sát na, nhưng khi sắp chết hay lúc bị ngất xỉu hoặc khi Đức Phật thể hiện song thông thì cái dòng tâm tâm động tốc lúc đó nó bị nguội lược, tâm nguội lược cho nên chỉ có 5 sát na. Tâm tử tức là sát na cuối cùng của đời sống cũ, rồi tiếp tục tới là tâm tục sinh, tức là sát na đầu tiên của kiếp sống mới. Tục sinh tâm nào thì tử tâm đó, nhưng mà tử tâm nào thì chơi chắc đã tục sinh tâm đó vì sự bất cảnh ngay lúc ấy. Tâm tục sinh là kết quả của năm động tốc cận tử. Bài hôm trước tới đây là hết. Thầy không biết thì cái này dành cho ta cứ kể thêm. Đây, chào tớ. Đây, bài học tuần rồi là những bài học trong cái lộ môn cận tử, ngũ môn cận tử ha. Quý vị nắm được hết đâu mà alo cho biết đi. Nắm được mình qua cái mới. Rồi ha. Ok, rồi giờ mình qua tới lộ ý môn cận tử. Mình ngủ ha, giờ mình qua tới lộ ý môn cận tử. Tức là mình vô cái mình nội phần ha. Lộ ý môn cận tử. Mano dwaram marana sanyavi thi. Mano dwaramana sanyavi thi. Đủ chưa ta ghi đủ chưa nghe. Mano dwaramana ramana đúng không? Ý môn cận tử. Được chưa? Xuống dòng có hai chấm. Một, sát na chót có na cảnh. Sát na chót có na cảnh rồi tử, có na rồi tử. Rồi xuống dòng a nhỏ, tức là trong cái phần một rồi đó, nó có hai phần ha. A nhỏ động lực, na cảnh, hộ kiếp và tử tâm. Động lực, na cảnh, hộ kiếp và tử tâm. Rồi b nhỏ động lực, na cảnh và tử tâm. Lực, na cảnh, tử tâm, tức là nó không có hậu kiếp ha. Nó hai phần nhau cũng giống giống tương tự như trên mình học là lộ ngũ môn cận tử đó. Động lực, na cảnh và tử tâm. Rồi là số một ha, phần số một là chót có na cảnh thì cho chúng ta có hai cái loại lộ,
lộ na cảnh có họ sen hộ kiếp vô rồi mới tử, rồi lộ na cảnh có không có hộ kiếp mà tử liền. À, đó là cái cách thứ nhất. Rồi giờ cách thứ hai, sát na chót động lực rồi tử, sát na chót động lực rồi tử. Rồi a nhỏ động lực hộ kiếp tự tâm, động lực hộ kiếp tự tâm. B nhỏ động lực tự tâm. Vì như vậy sát na chót động lực cho chúng ta có hai loại lộ tâm, tức là động lực xong cái hậu kiếp sang vô cái rồi mới tử, rồi cái thứ hai là động lực xong rồi tử liền. À, đó là cái cách thứ hai. Thì như vậy đối với lộ ý môn cận tử chúng ta có được là bốn lộ, động lực có na cảnh hậu kiếp hoặc là không có hậu kiếp là hai, động lực không có na cảnh mà có hậu kiếp và không có hậu kiếp là bốn. À, thì như vậy chúng ta ghi là như vậy có tất cả bốn lộ ý môn cận tử, tổng cộng bốn lộ rồi đúng không? Rồi bây giờ ghi thật kỹ phần này nha, tức là lộ ý môn nó chỉ có bốn thôi, trong khi đó lộ ngũ môn có tới 20, bởi vì nó xuyên qua năm môn ha, thì nó có 20, nhưng mà lộ ý môn thì chỉ có bốn trong cái lộ ý thôi. Chưa ghi xong chưa? Alo. Sơ đồ diễn tiến, sơ đồ diễn tiến. Hai chấm. Sơ đồ diễn tiến. Rồi xuống dòng 1A, tức là 1A nhỏ. Hát là hậu kiếp phải không? Hát R rung động, D viết dòng, hát R D rồi tới kháng ý môn K quay ha, kháng ý môn, kháng ý môn xong thì năm động lực, năm sao bán á, rồi tiếp đến là hai na cảnh, tiếp đến là hộ kiếp tử, hộ kiếp tử, hộ kiếp là rung động dứt dòng kháng ý, năm động lực, hai là cảnh hộ kiếp tử. Rồi đó là cái diễn biến của cái 1A. Rồi 1B cũng vậy ha, hộ kiếp rung động dứt dòng kháng ý môn, năm động lực, hai là cảnh tử, tức là bỏ hộ kiếp ra. Rồi đó là diễn biến cái phần thứ nhất là 1A 1B. Được chưa? Xuống dòng sát na hai chấm, có mấy sát na đây quý vị ơi? Sát na có mấy? Tám, đúng rồi, chính xác, sát na có tám. Rồi hai hàm mới vô rồi ha. Sát na mình có 8, mình bắt từ đâu, từ chỗ nào, tại sao là có 8 đây? Chính xác, à, kháng ý môn, 5 động lực là 6, 2 là cảnh là 8. Rồi, chính xác không? À, rõ ràng không? Chúng ta phải ghi rõ ràng như vậy không? Rồi, thứ tâm. Thứ tâm có 32 thứ tâm khách. Đã cho mình biết là có 32 thứ tâm khách.
22 thứ tâm cách. Đâu ai cãi được không? Cãi được thử coi. Chồng chồng 20 động lực dục giới. 20 động lực dục giới. Trừ trừ chính tâm di tác. Trừ chính tâm di tác. Hai mươi động lực dục giới từ chính tâm di tác. Cộng 11 tâm na cảnh. Cộng 11 tâm na cảnh. Cộng kháng y môn. Còn kháng y môn. Rồi, đều ghi lại cho rõ ràng đều. 32 thứ tâm cách, 20 động lực dục giới. Trừ 9 tâm di tác. Cộng 11 na cảnh. Cộng kháng ngũ môn, kháng y môn. Rồi, 11 tâm na cảnh là lĩnh loại tâm nào đây? Quý vị cho biết đi, 10 tâm na cảnh. Ba quan sát, tám đại quả. Hay quá vậy ta, xa thứ, xa thứ. Rồi, 11 na cảnh chính là ba tâm quan sát và tám tâm đại quả làm việc na cảnh. Dạ thôi. À, ha, rồi, nắm ra được ha. Rồi bây giờ tới chặn. Có bao nhiêu chặn đây? Chặn có bao nhiêu? Chặn có bao nhiêu? Kể ra giùm cái. Kháng y môn. Động lực na cảnh đúng không? Dạng có ba đúng rồi, kháng với môn động lực na cảnh rồi, xà thử chính xác ha. À, gì giỏi quá trời giỏi luôn. Rồi người, người người ta cho mình biết là có bảy hạng người. Bảy hạng người là nào đâu? Người có bảy hàng người. Bốn phàm, ba quả thấp, xà thú ha, xà thú. Tại sao không có gì đó? Không có ao hán vô. Hết tái sanh. Không có này cái nữa. Đúng rồi, nhưng mà a la hán thì lúc đó ta nhập niết bàn chứ ta không có tử, không có tử theo kiểu mình nữa, không có tử theo kiểu còn tái sanh. A la hán lúc đó nhập niết bàn luôn, sao đặc biệt lộ được xếp vô lộ lộ nhập niết bàn luôn chứ không có lộ tử bình thường nữa. Rồi ha, rồi tới cõi, có 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. Cõi có 11 cõi dục giới. Tại sao chỉ có cõi dục giới không có gì mà không có trên cõi sắc giới, vô sắc giới?
Còn ai nói nữa không? Rồi, đúng rồi, cô Kim Dung nhà đều nói đúng không? Cảnh na cảnh trên cõi thiền không có, cõi thiền không có cái cảnh mà kiểu mà quá lớn, kiểu chóc mót này, không có cảnh đó. Cho nên trừ những cái cảnh thuộc về đạo đại ra, chỉ còn có 11 cõi dục giới là có những cái cảnh này. Tử theo kiểu có na cảnh ha. Rồi, như vậy là chúng ta đi qua cái 1A, 1B. Bây giờ mình đi vô 2A. 2A. Hậu kiếp. Rồi, H, R, D, K, Y, 5 chấm bán á. Hậu kiếp tử. 2A. H, R, D, K, Y, 5 chấm bán á. Hậu kiếp tử. Rồi, 2B cũng vậy ha, H, R, D, K, Y, 5 hậu kiếp, 5 động lực, 5 chấm bán á, là tử. 5 chấm bán á, tử. Rồi, như vậy hai cái vấn đề này chúng ta thấy có sự khác biệt ha, tức là động lực là hậu kiếp tử, hoặc là động lực là tử. Đó là hai cái phần mà mình được biết ha. Rồi xuống dòng sát na. Có bao nhiêu sát na đây? Sát na có 6, 6. Kháng nghi môn 5 động lực. Rồi ha, sát na làm có 6, sát na làm khách. Rồi thứ tâm. Có 21 thứ tâm khách. 21 của tâm khách. Là 21 của tâm khách là kháng ý môn. Kháng ý môn bắt buộc lỗi ý phải có ha. Kháng ý môn cộng 20 động lực dục giới trừ trừ 9 động lực trừ 9 động lực chi tác dục giới ra. Kháng ý môn cộng 2 động lực dục giới trừ 9 động lực chi tác dục giới. Rồi, như vậy những thứ tâm chúng ta biết là có 21 thứ tâm khách ha. Kháng ý môn lộ ý là mặc dù phải có kháng ý môn sanh lên liền ha. Rồi dùng 20 động lực dục giới từ cái chính động lực di tác dục giới ra, di tác thuộc bậc A La Hán ta chỉ bắt cảnh niết bàn rồi lộ niết bàn ta không tính ha. Rồi những cõi thiền thì mình đã biết rồi. Cõi thiền thì người ta dùng lúc mà tử cận tử thì lúc đó động lực dục giới sanh lên. Đưa đi tái sanh thiền từ tử trên cõi thiền, nhưng mà nếu người ta đắc thiền cao hơn thì người ta sẽ sanh lên cõi cao hơn. Nếu đắc thiền cao thì tử người ta sanh lên những tầng thiền cao hơn nữa, còn nếu mà sanh trở lại dục giới thì động lực dục giới vẫn sanh lên như thường. Để ý chút xíu cho đó. Rồi chặn có hai chặn có hai. Chẳng có hai gì vậy? Vì 20 trừ 9 là gì, đâu có trừ 9 được. 20 động lực dụng giới là đúng với 29 trừ 9 bằng 20. Động lực dục giới có 29 lần, 29 lần.
từ do chính cái gì tác ra ha. Thì vậy là chưa có gì ghi lộn nha. 20 động lực dụng giới là đúng rồi, nhưng mà trừ chính động lực chi tác ra là trừ rồi, là như là trừ rồi ha. Di tác thì không có khởi lên được. Di tác là chỉ tính ở vào lúc mình học cái lộ nhập niết bàn á, thì lúc đó bậc a la hán thì nhập niết bàn bằng lộ ta lộ tử niết bàn, chứ không có lộ tử không bình thường được. Được chưa, ghi lại đúng ha. Sẽ là rồi giờ chặn thì mình có hai chặn, có hai và khai môn và động lực, và kháng nghi môn và động lực. Chặn có hai, kháng nghi môn và động lực. Được chưa? Rồi người có bảy hạng người, người có bảy hạng người trừ bậc tứ quả ra ha. Người có bảy hạng người trừ bậc tứ quả. Rồi, cõi 30 cõi hữu tâm trừ vô tưởng. 30 cõi hữu tâm trừ vô tưởng là có lấy hết ha, lấy hết tất cả cõi trừ vô tưởng. Bởi vì chúng ta biết là trên cõi thiền mà lúc chết thì động lực dục giới vẫn có thể sanh lên, cho nên những cái tâm dục thuộc dục giới vẫn sanh lên để đưa đi tái sanh về cõi dục. Là nó vẫn lấy đủ hết tất cả trừ cái vô tưởng thôi. Vô tưởng thì không có tâm, thì mình không có tính, không có cận tử. Rồi như vậy là lấy hết 30 cõi ha, phải chưa? Bây giờ nắm được ý này chưa? Nắm được hết chưa? Cho biết đi. À ha, dễ ội ha, cô Hà giỏi quá rồi, giỏi lắm. Rồi sao lên cái nhóm bên bên Nguyên Như kỳ duyên trốn nó mất hết trơn rồi cô Hà. Học trốn ngủ rồi ăn tết lớn quá ngủ hả nè. Tiền hết rồi, dữ quá, cao thủ không à, vừa sáng thì quá dữ luôn, giỏi quá, xa thú ha. Rồi bây giờ mình xong ha, mình ghi xong hết nắm được ha. Rồi xuống dòng ghi chú hai chấm. Lộ cận tử không chỉ có một lộ, mà trải qua hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lộ. Lộ cận tử không chỉ có một lộ, mà trải qua hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lộ. Như vậy theo cách trình bày chúng ta thấy chỉ có một lộ thôi, nhưng mà thực sự là rất là nhiều, là liên tục những cái lộ cận tử. Rồi xuống dòng lộ cận tử cuối cùng xuất hiện tử tâm. Lộ cận tử cuối cùng xuất hiện tử tâm. Đến giai đoạn này mới quyết định cảnh giới tái sanh của chúng sanh ấy. Đến giai đoạn này mới quyết định đến cảnh giới tái sanh của chúng sanh ấy. Rồi, tức là lộ cuối cùng á, tức là dù cho nó hàng trăm, hàng triệu lộ liên tục, nhưng mà tới lúc cái lộ cuối cùng là quyết định. Tới lộ cuối cùng là nó phát sanh cái tâm tử sanh lên, tâm tử mà sanh lên là coi như là chấm dứt,
chấm dứt một cái đời sống cũ, bắt đầu nó phát hiện qua một cái, sẽ phát sanh một cái loại tâm khác liền, bước qua một đời sống khác là tâm tục sinh. Khi tâm tục sinh bước qua coi như là mình tái sanh liền, cho nên không có cái vụ mà lang thang đầu đường xó chợ ha. Mình chết tử tục sinh liền. Mà nếu mà là thành những loại phi nhân lang thang này kia nọ là đã tục sinh rồi, làm những loại những người khổ như là phi nhân, hạng phi nhân, hạng Atula, hay là có thể là những hạng chư thiên thấp đó, những vị thiên tiên thiên hoặc là những thọ thần này kia đó, sanh có hiện liền, quá sanh có liền, có mặt liền trong cái đời sống liền. Và là chính vì có những cái trường hợp mà có cái sự xuất hiện của những chúng sanh mà nó kêu là ma là này kia đó, thực sự là đó là những chúng sanh đã tục sinh rồi, thành ra những cái loài đó, những cái hàng phi nhân, những cái hàng ma, những cái hàng mà chết mà sanh làm những cái loài mà quá sanh đó, hoặc là những thiên những cái vị thần thần cái này kia nó vân vân. Chúng ta học về cõi, về người mình biết đó. Thì đó là những cái loại đó, chứ không phải là nó là một linh hồn, một cái vong hồn dắt dưỡng vậy đó, hoặc không phải là thân trung ngấm vậy đó. Rồi tử là xuất hiện tử tâm liền, tử tâm xuất hiện liền cái qua cái tục sinh liền. Và cho nên cái tâm mình nó không thể nào nó ngưng được á. Cái tâm là vô gián duyên mà. Nó liên tục sanh diệt chi liên tục. Nó mẻ mà nó ngưng tâm mà ngưng thì coi như xong tuần ha. Đâu có vụ ngưng được. Cho nên nó sanh diệt, nó sanh diệt, sanh diệt. Tùy theo có lúc thì có nghiệp nó sanh khởi, hoặc là có lúc nghiệp tướng nó sanh khởi, hoặc là có lúc thú tướng sanh khởi, tùy theo mỗi người. Nó không nhất thiết là phải một cái nào đó, tùy theo nghiệp lực của người đó nó sanh như thế nào ha. Đó là khi mà lộ cuối cùng nó xuất hiện như vậy đó. Thì chúng ta có tục sinh liền, ngay tức khắc liền, không có vụ mà lộn xộn. Được chưa? Ghi lại đi nha, ghi cho kỹ, note xuống cho kỹ nha. Rồi hả? Châu rồi, mấy người ghi sao? Tạm ha, ok. Rồi, xuống dòng. Cảnh nghiệp cận tử nghiệp. Cảnh nghiệp cận tử nghiệp. Cảnh nghiệp cận tử nghiệp. Tức là cái cảnh nghiệp cuối cùng của cái lộ tâm cận tử đó. Cảnh nghiệp cận tử nghiệp có ba một cộng nghiệp thành cảnh nghiệp, nghiệp thành cảnh nghiệp, mở ngoặc thiện bất thiện, trọng nghiệp thành cảnh nghiệp, thiện bất thiện, đóng ngoặc lại. Cảnh số 3, 1, trọng nghiệp chứ không phải là cộng nghiệp, trọng nghiệp á, nghiệp lớn á, trọng nghiệp thành cảnh nghiệp, mở ngoặc thiện bất thiện, đóng ngoặc lại, trọng nghiệp thành cảnh nghiệp,
là số 1. Số 2 là thường nghiệp. Thường nghiệp. Số 3 là tích lũy nghiệp. Mở ngoặc khinh thiểu nghiệp, đóng ngoặc lại. Tích lũy nghiệp, khinh thiểu nghiệp. Rồi, như vậy cái cảnh nghiệp cuối cùng của cái lậu cận tử á, thì nó có một trong ba cái loại này, nó phát sanh. Thứ nhất là trọng nghiệp, tức là những cái nghiệp mà mình làm một cách là quá lớn á. À, chẳng hạn như là năm ngũ nghịch đại tội không, hoặc là những cái nghiệp mà giết người giết này kia, làm những cái việc quá lớn, thì cái cực trọng nghiệp này á, cái trọng nghiệp này nó thành trở là thành cái cảnh, nó có thể khởi lên giờ phút chót đó là thuộc về nghiệp, hoặc là nghiệp tướng, hoặc là thú tướng, nó sanh khởi. Thì như vậy cái cực trọng nghiệp này á, nếu mà có thì chắc chắn là giờ chót là nó sanh lên. À, chẳng hạn như mình phạm vô ngũ nghịch đại tội thì giết cha giết mẹ, làm đã thương Phật, chảy máu Phật, hay là chia rẽ tăng này kia vân đó, thì những cái cực trọng nghiệp đó là những cái trọng nghiệp đó, thì lúc đó nó sẽ làm thành cảnh để cho cái lộ cận tử nó bắt cái cảnh đó và nó đi theo cái nghiệp của nó. À, còn nếu là những cái thiện nghiệp, à, như chẳng hạn như cảnh thiền đắc thiền này kia nó, thì giờ chót cái cảnh thiền nó hiện lên, à, thì sanh về những cõi là cõi thiền. À, đó là thuộc về trọng nghiệp, những nghiệp thiện hoặc là bất thiện. Được chưa? Đó là cái nguyên nhân thứ nhất là làm cảnh cho cái cận tử nghiệp. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là thường nghiệp, tức là nếu mà mình không có những cái cực trọng nghiệp này đó, không có những cái trọng nghiệp mà nặng nề thuộc về bất thiện, hoặc là những nghiệp thiện thuộc về thiền, mình không có đắc thiền này kia đó, thì những cái thường nghiệp, tức là những cái nghiệp mà trong cái đời sống hàng ngày mình hay thường làm, à, thiện hay bất thiện cũng vậy. Chẳng hạn như hàng ngày, nếu mà nói về thiện thì chẳng hạn như hàng ngày mình thường xuyên đọc kinh, thường xuyên ngồi thiền, thường xuyên học pháp vân vân, thì nó trở thành một cái thường nghiệp. Rồi mình làm điều đặn như vậy trở thành một cái thường nghiệp. Thì giờ phút lâm chung, nếu mà thiện nghiệp nó khởi lên, nó thường một cái thường nghiệp này nó khởi lên giữa phút cận tử á, thì nó sẽ làm cảnh cho cái lộ tâm cận tử. À, và nếu mà thường nghiệp thì khi mà tử tục sinh trở lại là chúng ta chắc chắn được sanh về cõi ăn vui, sẽ làm người hoặc trời. À, bởi vì tại sao chúng ta phải cần phải có những cái thường nghiệp này hoài lại như vậy? Chúng ta tập tu tập thường xuyên để cho nó giống như nó thành một cái thói quen nữa ha. À, do giờ phút lâm chung nó có một cái cơ hội nó dễ thành tựu hơn, nó dễ thành tựu cái lộ cận tử. Cho nên thường xuyên sáng dậy là mình phải đọc kinh, hoặc là mình phải hành thiền, hoặc là mình phải coi sách coi về kia để mình tạo những cái thường nghiệp thuộc về thiện. À, hoặc là trước khi ngủ mình chịu khó quý vị, trước khi ngủ mình nhớ lễ bái Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, hoặc là thọ giới trong lúc ngủ, quy Tam Bảo trong lúc ngủ á. Nhưng mà nằm mình ngủ mình đọc trong đầu mình á, cũng tạo thành thói quen. À, nhiều khi mình có ngủ luôn cái cũng có cái vốn đó mình đi theo được ha. À, còn nếu mà bất thiện á là mệt á. Nếu mà thường nghiệp hàng ngày mình hay mấy người mà hay sát sanh hay này kia đó, làm thành thói quen, hoặc là nói dối thành thói quen đó. Cái nói dối thì chúng ta thấy cũng nhiều đó quý vị. Nói dối là nhiều người đụng chút nói dối nó thành thói quen. Ví dụ như đang đứng trong nhà, có ai điện thoại tới, cầm điện thoại lên alo, hỏi tôi đang trên đường đi nữa, tôi đang nói dối liền, nói dối rất là lẹ làng. Nó thành thường nghiệp luôn. À, rồi nó, cái đừng bây giờ mình tập cái thói quen là bất thiện, à, nó trở thành một cái là thường thân duyên, giờ chót là chắc chắn nó khởi lên nè. À, mà nó khởi những cái đó thì thôi mà, xong nghiệp luôn ha, là mình đi xuống bút mùa là thủy luôn ha. Thì ra thì bây giờ hãy quý vị cố gắng mình học pháp, mình phải biết ứng dụng ha. Mỗi ngày mình tập những pháp thiện chút người ta tập hoài nó thành thói quen. Mình cứ học sách, coi sách rồi mình đọc kinh, hoặc là mình suy tư về những thiện pháp thường xuyên để cho mình có được cái thường nghiệp thuộc về tốt, để nó giúp cho mình có một cái tương lai sáng sủa hơn, đi về hướng tốt đẹp hơn. Còn nếu mình không khéo, mình dễ vui, mình cứ sống buông thả để cho cái tâm mình cứ chạy theo là ngũ trần sắc tinh vị xúc, rồi tạo cái nghiệp bậy tà bạ, nhất là cái khẩu nghiệp mình đó.
người này bị cái tám á, tám tám nhiều quá cũng nguy hiểm lắm, tám tà la tà la. Nhưng mà mấy mấy cô cẩn thận về tám nha, tám tám nhiều quá cũng mệt lắm đó. Rồi đó là cái thường nghiệp. Còn nếu mà giờ cái thường nghiệp mà nó mình không có thường 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 nghiệp nhiều, giờ chót nó không khởi được thì nó khởi lên cái tích lũy nghiệp là cái phần thứ ba, là những cái nghiệp nhẹ người này kia mà giờ chót nó sẽ sanh khởi. Nếu hai cái trên không có, nó không có sanh được thì cái tích lũy nghiệp nó sanh lên. Cái nghiệp này nhẹ nó thuộc về nhẹ thôi, nhưng mà vẫn đưa đi tái sanh như thường, nhưng mà nó nhẹ hơn. Nó thời gian nếu mà những nghiệp thiện mình làm nhẹ thường xuyên, làm ít làm nhẹ nhàng thì cũng cho đi tái sanh tốt, nhưng mà nó không được lâu, nó yếu, nghiệp yếu. Thì như vậy đó là cái cảnh nghiệp và cảnh nghiệp lúc mà cận tử nghiệp cho chúng ta ba cái vấn đề này. Và thông thường chúng ta thường hay rơi vô cái thường nghiệp nhiều, cái thường nghiệp nó phát sanh nhiều hơn, tại hàng ngày mình hay làm hoài thành thói quen nó phát sanh thường. Cái trọng nghiệp thì khỏi nói rằng, nếu mà mình lỡ dính vô cái trọng nghiệp này thì thôi xong tuồng không. Nhưng mà có cái trường hợp mà người ta nói mà cha mẹ mày sắp lâm chung đó quý vị, nằm bệnh viện ghi máy thở đó, mà giờ cái rút ra để mà chết á, rút ra để cho cha mẹ đi cho dễ dàng á, thì quý vị cẩn thận vô này nha. Mình làm bậy cái mình chết á, dính vô cái trọng nghiệp á là tiêu đời, vô ý mà phạm tới là đụng tới cha mẹ là thôi như là xong game. Phải suy nghĩ dùng trí tuệ để giải quyết cái vấn đề đó trước khi sự việc nó xảy ra, chứ để ngay lúc đó mà người bác sĩ nó nói giờ thôi giờ cô cho quyết định rút ống cho mẹ chết đi hay cha chết đi gì đó, còn mình ok mình dính vô cái trọng nghiệp liền nha quý vị. Nên hết sức cẩn thận vô này. Nhiều người ta không biết, thấy tội nghiệp quá thôi rút ống ra cái bà tắt thở liền. Cái này thì phải hết sức cẩn thận nha. Rồi đó là chúng ta học sau cái lộ ý môn cận tử. Rồi giờ mình qua cái tử thì nó phải tục sinh liền. Tử nó phải tục sinh liền, thì ra cho nên chúng ta đi qua thêm cái phần lộ tâm tục sinh. Lộ tâm tục sinh. Nó tích sanh thí, quỳnh nhà nó quỳ thí, lộ tâm tục sinh. Lộ tâm nói tiếp sao lộ tử, lộ tâm nói tiếp sao lộ tử là lộ tâm tục sinh. Rồi sử dụng bắt cái chữ bát thí sanh thí xuống. Bát thí sanh thí hai chấm, nói liền phải nói tiếp từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới. Nói liền nói tiếp từ kiếp sống cũ sang kiếp sống mới thì được gọi là bát thí sanh thí ha. Rồi đó là cái ý nghĩa của cái chữ bát thí sanh thí, là một cái sự nói liền nói tiếp liên tục không gián đoạn ha. Từ kiếp sống cũ qua kiếp sống mới liền, là không có một cái sự mà ngưng như lúc đó. Rồi xuống dòng lộ tâm diễn tiến. Lộ tâm diễn tiến.
lộ tâm diễn tiến. Tử, tử, cái mình gạch hai gạch đi ha, tử gạch hai gạch tức là kiếp sống cũ ha, tử gạch hai gạch chéo một cái, tục sinh TS, tục sinh là TS, tử tục sinh 14 hộ kiếp, 14 hát, tử tục sinh 14 hát, rồi rung động R, dứt dòng D, nghi môn ca quay 7 trong lá 7 động lực 2 na cảnh hộ kiếp tử tục sinh 14 hộ kiếp rung động dứt dòng kháng nghi môn 7 động lực 2 na cảnh hộ kiếp tử tục sinh 14 hộ kiếp rung động với dòng thấy môn 7 động lực 2 là cảnh hộ kiếp được chưa, quý vị ghi đủ chưa? Alo, rồi như vậy qua cái lộ trình tâm tục sinh rồi đó, tức là tử rồi cái là tục sinh liền ha. À, tục sinh xong là tới 14 hộ kiếp liền, rồi rung động với dòng kháng với môn 7 động lực sanh lên 2 na cảnh nữa rồi hộ kiếp trở lại, rồi mới đầu vô hộ kiếp trở lại đi lại. À, thì giờ khi mà chúng ta tục sinh đó, khi mình tử mình tục sinh vô bụng mẹ đó, à, là sự diễn biến nó làm cái rẹt vậy đó, rẹt rồi xong rồi hộ kiếp lại hàng triệu 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 hộ kiếp sanh lại ha. À, rồi đó là cái tử tục sinh của chúng sanh chúng ta. Rồi xuống dòng ghi chú hai chấm. Mười bốn hộ kiếp. Xuống dòng là dòng 14 hộ kiếp. Hai chấm. Thì đó giờ ghi là 14 hộ kiếp hai chấm. Chấm ha. Sau tục sinh cần có 14 hộ kiếp để tăng cường sự vững chắc cho danh pháp và sắc y vật đủ mạnh. Sau tục sinh cần có 14 hộ kiếp để tăng cường sự vững chắc cho danh pháp và sắc y vật đủ mạnh. Ở đây người ta cho mình biết là sau cái tâm tục sinh á, tức là khi mà tục sinh xong là sắc nghiệp nó sanh, thì lúc đó có sắc y vật sanh, à, thì lúc đó phải có 14 hộ kiếp liên tục như vậy để mà nó mới build up lại cái đời sống mới, à, cho cái danh pháp, tức là cái tâm tâm sở nó được là có đủ cái điều kiện của nó, và cái sắc y vật lúc đó nó mới sanh mà nó mới tích tắc mà, thì nó cần phải có thời gian ít lắm phải 14 hộ kiếp như vậy để cho nó được là có một cái, à, cái sức để mà nó chịu đựng, à, sức sống của nó. Thì như vậy lý do tại sao có 14 hồn kiếp lúc mà tử tục sinh lên là như vậy, à, đó là cái vấn đề mà, à, phải là 14 hồn kiếp, à, chứ không thể dưới đó được, à, đó là vấn đề thứ nhất là chúng ta cần phải biết ha. Rồi xuống dòng động lực tham hai chấm. Động lực tham tức là bảy cái cháu ná là thuộc là tham chứ không thể là bất kỳ cái gì khác, dù cho một vị Bồ Tát hay như vậy thì giờ mình ghi động lực tham hai chấm.
có sách cho rằng phải là tham hỷ, tham thọ hỷ, vì hoan hỷ với kiếp sống mới, vì hoan hỷ với kiếp sống mới, cho dù là Bồ Tát chánh đẳng giác tái sanh trong kiếp chót. Cho dù là Bồ Tát chánh đẳng giác tái sanh trong kiếp chót, động lực này cũng phải là tâm. Động lực này cũng phải là tâm tham, vì nó chịu ảnh hưởng từ tâm tục sinh, vì nó chịu ảnh hưởng từ tâm tục sinh. Phải do tâm tục sinh bị thúc đẩy, do tâm tục sinh bị thúc đẩy bởi vô minh tùy miên và ái tùy miên, do tâm tục sinh bị thúc đẩy bởi vô minh tùy miên và ái tùy miên. À, này là vấn đề ha, à, tức là lý do về tâm tục sinh, ta chú giải cho mình thấy rõ ràng vấn đề này ha. Thì có những chú giải ta cho rằng là lúc mà tục sinh thì cái động lực đó phải là tâm tham và hỷ, chứ không thể là tham và xả được. À, bởi vì lúc đó là người mà tục sinh thì do cái sự mà tham ái vô minh tùy biên trong quá khứ nó đi theo. À, cho nên khi được tái sanh trở lại, cái tâm nó được tái sanh trở lại, nó trở thành nó phát sanh cái cảm giác thọ hỷ. Thì như vậy người ta cho rằng đó là tâm tham thọ hỷ, vì do quan hỷ tái sanh là kiếp sống mới. Tức là này lộ tục sinh nha, chứ không phải lộ gần tử nha quý vị, để diệt lộ nha. Tức là khi tục sinh trở lại thì cái tâm động lực là bảy cái chắc là bảy sáu ná đó, phải là tâm tham thọ hỷ. À, và người ta cho rằng đó là dù là một vị Bồ Tát như là Bồ Tát Siddhartha mà được tục sinh xuống đó, vì Bồ Tát tái sanh để kiếp chót làm Đức Phật Gautama của mình đó, thì dù trong kiếp sống chót vậy cũng cái động lực này cũng phải là tâm tham, bởi vì nó chịu ảnh hưởng từ cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh là do, bởi vì thế mà còn tục sinh là phải còn có vô minh tùy miên và ái tùy miên nó đi theo. À, cho nên chính vì do hai cái vấn đề này nó đi theo làm cho cái tâm là phải có cái động lực là thuộc về tham. Còn cái vấn đề thọ hỷ hay gì đó thì cái đó mình chú giải người ta nói vậy thì mình biết vậy không. À, thì người ta cho luận lý như vậy thì người ta cho mình biết là cái động lực tham của cái tâm tục sinh nó phải đi là như vậy. À, đây là một cái sự ghi nhận mà chúng ta cần phải biết, thấy cũng rất là hợp lý không, vì quan hỷ với là cái lợi ích thì cái do cho nên cái động lực phải là tham thọ hỷ. Rồi đó là cái về nói về động lực về tham. Rồi xuống dòng cảnh na cảnh, tức là mình thấy nó có hai na cảnh ha. Về na cảnh lộ tâm tục sinh thì có hết á, cái nào có đó. Thì giống như là mình những cái người mình giống như vậy, thấy mình tục sinh loài nào cũng vậy, nó cũng có cái sự thỏa thích trong cái đời sống mới. Nó đâu muốn là chấm dứt đời sống đâu. Giờ ngay cả mình giờ này, giờ mình nói chết rồi mình cũng tiếc nuối. À, thành ra chính vì cái tùy miên đó nó làm cho mình phải rồi có cái tham thọ hỷ. À, cho nên cái vấn đề nó khổ sở cái gì đó thì sanh bất cứ loại nào cũng ái luyến trong là nó cũng không muốn chết. À, thú nó cũng đâu muốn chết, kiến nó còn không muốn chết. Mà chính vì đó là tham thọ hỷ nó đi lúc đó. Còn khổ cũng vậy, ngồi ngạ quỷ Atula địa ngục cũng vậy thôi. Súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục thì người ta trình bày cho mình thấy là cái vấn đề nó đặc biệt là cái chỗ như vậy. À, dù sanh một cảnh giới nào tới cuối cùng tận cùng của nó thì là khỏi địa ngục, nhưng mà khi mà cái tâm tục sinh nó
cái lộ tâm bực sinh tranh lên thì cái động lực nó cũng là tham hỷ nó mới chết vậy. Vậy phải chính vậy nó chính vậy mới khổ, tại vì mình muốn sống những cái sự khổ nó đến thì là làm cho mình phải chịu những đau khổ, đúng chưa? Rồi bây giờ tới cái na cảnh đó. Na cảnh nè, thì lộ tâm tục sinh trong cõi dục giới đều phải có na cảnh, vì hai chấm lộ tâm tục sinh trong cõi dục giới đều phải có na cảnh vì hai chấm. Rồi hai cô Nguyên Trang mới vô rùm. Lộ tâm tục sinh trong cõi dục giới đều phải có na cảnh vì a nhỏ dư hưởng của sự tham ái với cảnh dục mạnh, dư hưởng của sự tham ái với cảnh dục mạnh. Dư hưởng của sự tham ái với cảnh dục mạnh. B nhỏ. À ok hai. B nhỏ, cảnh của lộ tục sinh là cảnh rõ, rất rõ. Cảnh của lộ tục sinh là cảnh rõ, rất rõ. C nhỏ, cảnh không rõ thì không sanh động lực. Cảnh không rõ thì không sanh động lực. Cảnh không rõ thì không sanh động lực. À, như vậy na cảnh là cái trong cái lỗ tâm tục sinh này, thấy không? À, khi mà tục sinh trong cõi dục giới đặc biệt trong cõi dục giới thì nó bắt buộc phải có na cảnh. Lỗ tâm tục sinh phải có na cảnh vì là do cái dư hưởng của cái sự tham ái đời sống của mình bám víu vào cái cảnh dục mà bám víu một cách mạnh mẽ, cho nên cái lộ tâm mà tục sinh đầu tiên của đời sống của chúng ta là đời sống dục giới là nó phải có na cảnh. Cho nên kháng cái môn bảy động lực là hai na cảnh nó sanh lên liền rồi mới hậu kiếp trở lại. Đó là trường hợp thứ nhất là phải có na cảnh như vậy. Rồi trường hợp thứ hai, tại sao phải có na cảnh? Bởi vì cái cảnh của cái lộ tục sinh này đó, một cảnh rất là rõ, cảnh nó sanh lên rất rõ, nó hiện khởi rất rõ, cho nên chính vì nó rõ rất rõ như vậy nó phải có na cảnh. Nó hưởng dư sót ha. Còn nếu mà không rõ thì nó không thể sanh động lực được. Cho nên bắt buộc nó phải là cảnh rất rõ để mà sanh động lực rồi nó mới có na cảnh. Vì vậy trường hợp na cảnh là chúng ta có ba, cho chúng ta biết có ba cách như vậy ha. Và hai cách trên là nó phải là cảnh dư hưởng của tham ái và cảnh thuộc về cảnh rõ, cảnh rất rõ. Đó là cái vấn đề mà tại sao có na cảnh là như vậy. Thì vậy qua cái lộ tâm tục sinh cho chúng ta thấy là 14 hộ kiếp động lực tham và na cảnh trong cái lộ tâm mình thấy nó có hiện ra như vậy ha, là có những cái lý do của nó là như vậy. Và quý vị nắm được chưa? Alo. Rồi ha, ok, học thêm chút nữa không, thêm chút nữa nha, chút xíu nữa nha, vài phút nữa mình nghỉ. Sự chuyển kiếp, này tí nữa thôi, tuần sau mình học tiếp ha, sự chuyển kiếp. Một, cảnh vui sanh về cảnh khổ. Bắt đầu từ cảnh vui mà sanh về cảnh khổ. Cảnh vui sanh về cảnh khổ. Tức là chuyển kiếp từ cảnh vui, tức là từ cảnh nhiều cảnh người, cảnh trời mà sanh về cảnh khổ. Có ở bảy cõi vui dục giới, hai chấm. Có ở bảy cõi vui dục giới, hai chấm. Rồi, tức là ở bảy cõi vui dục giới, cõi người và sáu cõi trời dục giới nha, cõi thiền thì không tính nha. Cõi người và sáu cõi trời dục giới thì nó mới sanh xuống cảnh khổ, còn những cõi thiền á, thì mà tử nếu mà không đắc thiền tiếp thì họ sanh trở về cõi
khổ vui dục giới, họ sanh xuống làm người làm trời thôi, chứ họ không có sanh đi xuống cảnh khổ liền. Còn gọi khổ dục giới á, khổ người ví dụ như mình là khổ người hoặc là sáu cái dục giới á, thì tử á, có thể sanh về cảnh khổ liền. À, đó là như vậy. Thì cõi ở bảy cõi vui dục giới hai chấm đặt đầu dòng cái tạo ác nghiệp, tạo ác nghiệp khi lâm chung, tạo ác nghiệp khi lâm chung, ác nghiệp hay nghiệp tướng, ác nghiệp hay nghiệp tướng đó hiện bài qua ý môn, tạo ác nghiệp khi lâm chung, ác nghiệp hay nghiệp tướng đó hiện bài qua ý môn. À, tức là những người mà như con người hay là những đời trong đời sống mình tạo nhiều ác nghiệp, khi lâm chung thì cái ác nghiệp đó, hay là cái nghiệp tướng, à, những cái nghiệp tướng là những cái hình ảnh về cái nghiệp nghiệp mình làm ác đó, thì lúc đó nó hiện lên qua ý môn của mình, à, hiện lên bên trong nội tâm mình, hiện lên qua ý môn. Rồi xuống dòng lộ tâm hai chấm, lộ tâm hai chấm. Lộ tâm kháng ý môn, kháng ý môn, lộ tâm kháng ý môn, động lực bất thiện, sao ná bất thiện, năm cháu nói thiện cũng được, bởi vì cháu nói thiện là cái gì biết ra, lộ tử tâm mình biết ra, cháu nói thiện, hai na cảnh, hai na cảnh, hai na cảnh, tử, tử. Tục sinh, tử, tục sinh. Rồi, tức là từ cảnh vui sinh và cảnh khổ ha. Tức là kháng y môn sinh lên, rồi động lực bất thiện, cái là lộ động lực, năm cái cháu ná bất thiện cuối cùng á, sinh lên, thuộc về bất thiện. À, rồi hai na cảnh, rồi tử, rồi tục sinh vào cõi khổ. Rồi xuống dòng gạch vào dòng. Tử tâm và tâm tục sinh có cảnh thuộc quá khứ. Tử tâm và tục sinh, tử tâm và tâm tục sinh có cảnh thuộc quá khứ. À, thì bởi vậy khi mà cái đối với cái lộ cái ác nghiệp và nghiệp tướng nó sanh lên qua ý môn á, thì lúc đó cái tử tâm của mình, cái cảnh nó sẽ bắt cái cảnh là thuộc về những cảnh bất thiện, thuộc quá khứ, những cái nghiệp ác mình làm, à, là bắt cái cảnh đó, à, tử, và nó cho tục sinh trở lại, và cái tâm tục sinh nó cũng bắt lấy cái cảnh quá khứ đó, à, bắt cái cảnh cũ đó, à, làm đối tượng cho cái tâm tục sinh. Thì như vậy đối với cái vấn đề mà tục sinh trình bày qua cái lộ tâm này, lộ ý môn, tử này á, thì cảnh nó thuộc về cảnh quá khứ của cả hai tử tâm và tâm tục sinh. Đó là vấn đề chúng ta cần biết ha. Rồi đánh qua thị đồ dòng, cảnh thú tướng, cái đó là cái nãy là ác nghiệp hay là nghiệp tướng ha, còn giờ tới cảnh thú tướng. Cảnh thủ tướng mở ngoặc lửa địa ngục chấm 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 ha, mở ngoặc lại cảnh thủ tướng, tức là cái cảnh mà cảnh giới đi tái sanh là cho anh biết, bây giờ cho anh biết là thấy lửa địa ngục mùa vừng là chết tái sanh địa ngục, hoặc là thấy ngạ quỷ cái nọ xuất hiện cảnh ngạ quỷ này kia thì tái sanh vào những cõi đó. Bây giờ cảnh thủ tướng qua ý môn, qua ý môn,
tử và tục sinh nhận cảnh hiện tại. Tử và tục sinh nhận cảnh hiện tại. Tử và tục sinh nhận cảnh hiện tại. Được chưa? Ghi được chưa? Đây là cái vấn đề mình cần phải để ý nè. Cảnh thú tướng nè, là những cái cảnh nó sanh lên cho mình biết là mình phải tái sanh vào cảnh giới nào. Ví dụ như địa ngục, thì lúc đó cái tâm tử nó sanh lên nó bắt cái cảnh đó, và tâm tục sinh sanh lên cũng bắt cảnh đó, và cảnh đó là cảnh hiện tại luôn, ngay trong đời sống hiện tại là cảnh địa ngục luôn, chứ không phải là thuộc về quá khứ nữa, mà nó là cái cảnh thiệt. Ngay trong lúc tục sinh mình vẫn phải nhận lãnh cái cảnh đó, thay ngay cái cõi đó, tục sinh ngay cõi đó, cảnh hiện tại, cảnh địa ngục. Cho nên tử và tục sinh nó nhận lấy cái cảnh mà nó phải trở, phải sanh vào cái cảnh giới đó, sanh địa ngục hay là làm ngạ quỷ Atula, thì cảnh đó tử và tục sinh nó nhận lấy cảnh đó được gọi là cảnh hiện tại. Nó khác với ác nghiệp hay là nghiệp tướng nhận cảnh thuộc về quá khứ. Cho nên hai cái vấn đề này chúng ta cần phải để ý ha, để hai đề nó có cái sự đặc biệt cho nó ha. Đối với cái cảnh giới đi tái sanh giờ chót, ví dụ như giờ chót mình vô cận tử mình thấy cái, ví dụ như một người làm ác mà thấy cái cảnh mà rừng núi ngạ quỷ này kia thì chết sanh về cảnh đó liền, tử tục sinh cảnh nó làm cái loại nó liền ngay nó luôn, và nhận lấy cái cảnh đó luôn ngay trong cái hiện tại luôn. Cảnh của cảnh hiện tại, cảnh nó là cảnh giới của mình sống, cho nên đó là cảnh thú tướng. Được chưa? Quý vị nắm được ý này không ạ? Alo. Được không? Rồi, học thêm cái nữa không? Cảnh nghiệp tướng qua năm môn. Cảnh nghiệp tướng qua năm môn. Hai chấm. Cảnh nghiệp tướng qua năm môn. Tử tục sinh là cảnh hiện tại. Tử tục sinh là cảnh hiện tại. Tử tục sinh là cảnh hiện tại. Yeah. Cảnh nghiệp tướng tức là cái cảnh mà nó phát sanh lên có cái hình tướng, cái giống như ví dụ một người mà sát sanh nhiều thì nghiệp tướng lúc chót nó sanh khởi lên thấy con dao hay là một thằng giết heo thì nó thấy cái chậu nước kia, đó là cảnh nghiệp tướng. Hoặc là người mà thường xuyên cúng dường đi chùa lễ Phật thì thấy bông hoa, thấy đèn, thì đó là nghiệp tướng. Thì cái tử tục sinh cảnh nó sẽ là hiện tại, cảnh hiện tại. Bởi vì sao? Xuống dòng, gạch vào dòng, cảnh hiện vào một trong năm môn. Hiện vào một trong năm môn tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân môn. Cảnh hiện vào một trong năm môn phải. Mười sáu sát na tâm của lộ cận tử. Mười sáu sát na tâm của lộ cận tử là mười sáu sát na tâm của lộ cận tử là ba sát na hậu kiếp, ba sát na hậu kiếp, ba hát, ba hát đây ha, ba hậu kiếp ghi chung ha, hậu kiếp, kiếp vừa qua, hậu kiếp rung động với dòng là ba, ghi ba hậu kiếp.
rồi kháng ngũ môn là ca, kháng ngũ môn là ca. Ngũ sống thức là một trong năm thức, lấy một trong thức rồi ghi cho trên n ha. Ngũ sống thức tiếp thâu quan sát xác định năm động lực năm cháu ná hai na cảnh tử tử tâm hai cả tử tâm rồi đó là cái lộ tâm nó diễn biến ha, qua năm môn ha, tức là cảnh ha, xuống dòng mình ghi ra cái này này để mình thấy rõ nè. Cảnh khi ấy còn tuổi thọ một sát na tâm, cảnh khi ấy còn tuổi thọ một sát na tâm phải. Tâm tái tục sanh lên, nhận lấy cảnh khổ nghiệp tướng này. Tâm tái tục sanh lên, nhận lấy cảnh khổ nghiệp tướng này. Đây là tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại. Rồi, bắt đầu mình lý giải cho này ha. Khi mà cái cảnh nó hiện vào một trong năm môn, tôi nhớ cả cái này là một trong năm môn nha, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Thì khi cái cảnh nó sanh lên, nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó thuộc về cảnh ngoại phần. À, nó hiện lên một trong năm môn, mà cái lộ tâm cận tử á, thì nó trải qua là 16 sắc na tâm của lộ cận tử, à, là ba hộ kiếp nào là vừa qua rúng động với dòng á, rồi kháng ngũ môn, rồi xong thức tiếp thâu quan sát đoán định, à, xác định năm động lực hai là cảnh và tử tâm như là đang có ghi ha, thì nó có 16 sắc na tâm, đúng chưa? Quý vị thấy đúng là 16 sắc na tâm không? Coi phải đúng không? 16 sắc na tâm đúng chưa? Đúng chính xác ha, 16 sắc na tâm không? Nhưng mà cảnh sắc tức là cảnh ngoại phần nó nhập vô năm môn á, một cái vật mà là sắc pháp á, nó phải tồn tại 17 sắc na tâm. Nó cái độ sống của cái sự sống còn của sắc pháp á, nó phải trải qua 17 sắc na tâm nó mới chết. À, để tôi là phải 17 sắc na tâm nó mới hết. Vì nắm được nhớ không, 17 sắc na tâm là một cái sắc pháp được sanh trụ diệt là phải trải qua 17 sắc na tâm. Tức là nó chậm hơn 17 lần so với tâm. Đây là định luật là nó được trình bày như vậy. Thì như vậy với lộ tâm cận tử nó có 16 thôi, trừ cái. Không, thiếu một cái chứ không phải dư lộ. Thế cái thì lúc này nó nhảy qua tục sinh tử xong rồi tục sinh, thì khi mà qua tâm tục sinh thì cái cảnh nó vẫn là cái cảnh đó, à cái cảnh bây giờ thí dụ như cảnh sắc thì 16 sắc na trải qua tới sắc na tục sinh là vẫn là cảnh sắc, là thuộc về cảnh sắc, cho nên cảnh hiện tại, à, thuộc về cảnh hiện tại luôn, cho nên được gọi là tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại là như vậy. Lý do tại sao người ta gọi là như vậy, à, bởi vì nó chưa hết được cái dòng tâm thức, nó vẫn còn tồn tại, cái sắc pháp nó vẫn thuộc về sắc hiện tại. À, chẳng hạn như mà thấy một hình ảnh nào đó, à, thì tử một cái thì cái hình ảnh nó vẫn qua luôn cái tới sắc na tâm tục sinh luôn. À, cho nên thuộc về tử hiện tại và tục sinh cảnh hiện tại. Quý vị nắm được ý này không à? Alo.
nắm được cái này của mình học tới mấy khác mình giống giống vậy ha. Được không? Hiểu rồi ha. À, tức là nó bị thiếu một cái rồi nhảy qua cái tục sinh là thuộc về cảnh mới được, là cảnh cảnh thuộc về cái đời sống mới rồi, mà vẫn là cái cảnh đó như thường, những cái cảnh nó vẫn đang sanh diệt như thường, vẫn đang hiện hoài như thường, thì đó là hiện tại luôn, thì cảnh hiện tại tục sinh thuộc về hiện tại luôn. Đó là cái lý do tại sao mà cảnh nghiệp tướng mà khởi qua năm môn nó là cảnh hiện tại mà nó không là cảnh quá khứ là như vậy. Rồi xuống dòng, gạch vào dòng cái cũng trong trường hợp này, cũng trong trường hợp này, nếu có sen hộ kiếp rồi tử, nếu có sen hộ kiếp rồi tử thì tử cảnh hiện tại tục sinh cảnh quá khứ. À, tử cảnh hiện tại tục sinh cảnh quá khứ. Bởi vì đầy đủ 17 sát na. Bởi vì đầy đủ 17 sát na tâm. Rồi. À, bởi vậy thì mình thấy rằng nếu mà cái lộ tâm á mà nó không có sen hổ kiếp và tử á, thì giống như chúng ta đã được trình bày như trên không, thì khi mà nó cảnh sanh lên mà lộ lộ gần tử á, nó 16 sắc na tâm thì nó chết, à, thì nó 16 sắc na tâm nó tử, nó sắc na tử nó có 16 thôi, mà trong khi đó một sắc pháp sanh lên, cái sự tồn tại của sắc pháp là phải 17 sắc na tâm. À, nó phải 17 sắc na tâm nó mới diệt được cái sắc pháp, nó bị diệt. Cho nên khi mà 16 sắc na tâm thì nó nhảy qua cái tâm tục sinh là sắc na thứ 17, thứ 17 thì lúc đó sắc pháp nó bị diệt, mà tâm tục sinh nó bắt luôn cái cảnh là sắc pháp đang sanh khởi nó như vậy, thì nó thuộc về tục sinh tử hiện tại, tục sinh hiện tại. Đó là vấn đề nãy. Vấn đề thứ hai này, nếu mà nó xen hậu kiếp vô thì khi mà cái lộ tâm cận tử mà tới giờ phút gần cận tử nó có hậu kiếp xen vô, à, hậu kiếp xen vô, à, cái hậu kiếp xen vô thì đủ 17 không? Chưa chưa có tử thì nó vẫn đủ 17 không? Vậy thì lúc mà đủ 17 rồi á, thì à, lúc đó là tử cảnh hiện tại lúc đó, nhưng mà khi mà tục sinh là nó bắt lại cái cảnh cũ, là cảnh thuộc về cảnh quá khứ, à, cho nên tức tắc chút xíu cho đó là thì nó khác biệt cho chúng ta biết là một là tử cảnh hiện tại, tục sinh cảnh hiện tại nếu không có hồn kiếp, còn nếu có hồn kiếp vô thì tử cảnh hiện tại mà tục sinh thuộc về cảnh quá khứ. Đúng rồi, nó cứ tiếp tục tồn tại, à, nó cái tâm nó sanh diệt liên tục, thì một cái sắc pháp nó sanh khởi, nó sanh lên nó diệt đi là phải trải qua 17 sắc na tâm nó mới diệt, à, cho nên còn nếu có 16 thì nó chưa diệt, nó vẫn còn, còn nó nhảy qua cái sát na tâm tục sinh thì nó vẫn là còn sát pháp đó, à, cho nên cái tâm tục sinh với cái tâm tử nó vẫn bắt cái cảnh đó, à, cho nên là thuộc về cảnh hiện tại. Nhưng mà nếu có hậu kiếp xen vô thì nó đủ, à, giờ chót hậu kiếp xen vô rồi mới tử thì lúc đó sát pháp nó diệt, à, vừa tới hậu kiếp là qua tử đúng 17 nó diệt, à, thì qua cái tâm tục sinh là cảnh mới, và cảnh tâm tục sinh thì nó bắt lại cái cảnh đó là thuộc về quá khứ chứ không phải là hiện tại nữa. Thì đó là cái vấn đề tại sao mà cảnh, à, cảnh vui mà tục sinh qua cảnh khổ nó có những cái trường hợp như vậy, à, đó là cho chúng ta biết là cái sự phân về mà cái thời gian để mình thấy quá khứ hiện tại trong cái tích tắc, trong cái mà chớp nhoáng vậy nó đã phát sinh những cái trường hợp như vậy, à, nó cũng đây chúng ta học để chúng ta khai mở trí tuệ để mình thấy được những vấn đề mà chưa từng thấy, chứ không ai có thể biết được như thế này. À, dù cho mà tinh vi tới đâu cũng có thể bắt được, à, ngoại trừ Đức Phật chánh lẫn giác ngài thấy được cái này là khi mình học mình hiểu được là mình là khá là và tốt rồi, rất là tại đây là cái trường hợp thứ nhất là cảnh vui sanh qua cảnh khổ. Rồi hôm nay mình học cái này trước thôi, học số 1 thôi, từng sau nhắc học tiếp cảnh khổ sanh cảnh khổ
nhá nha. Từ sau cảnh khổ, sanh cảnh khổ. Rồi xong ha, rồi Hào không nói gì hỏi đi, rồi mời lên. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ con kính thầy kinh và đạo tràng. Dạ thưa thầy, nãy thầy có nói cái phần mà do tâm tục sanh có sự thúc đẩy bởi vô minh tùy miên và ái tùy miên. Vậy thì cái người tam quả thưa ngài, thưa thầy, tục sanh á, họ tham ái rồi thì họ tục sanh bằng vô minh thôi hay là cả hai? Dạ con chưa có hiểu cái phần này. Dạ con như trong mắt này thầy. Ơi xa thứ. Bây giờ người tâm quả còn ái không quý vị? Còn ái không? Còn như thế là để không ái thì biên, nhưng mà không ái dục thôi, không có ái dục, nhưng mà ái sắc, ái vô sắc là vẫn còn như thường. Ái sắc, ái vô sắc còn, tức là họ vẫn còn có tham ái, nhưng mà ái vi tế vẫn còn như thường chứ không hết đâu. Không phải dễ gì hết, ao hán mới hết được. Cho nên những cái tham mà ly tà, tham hợp tà thì họ không còn, nhưng mà ly tà vẫn còn được. Ly tà vẫn còn, nhưng mà nó vi tế, họ không còn có cái sự mà luyến ái về sắc tinh hương vị xúc mà thuộc về cảnh dục, không còn đó. Họ ái tới những cái cảnh cao hơn, vẫn còn dính mắc vậy đó. Cho nên nó vẫn còn có những cái ái nó ngủ ngầm tùy miên, nó đi theo. Mà hễ dù mình thì có ái, hữu ái đúng rồi đó. Vẫn còn có chứ không có hết được. Cho nên hai cái đó nó vẫn đi theo, nó hỗ trợ, nó phò nó phò cho tới khi nào mình đắc được A La Hán, nó mới diệt tận được hết những cái ái thôi. Còn nếu mình chưa đó thì thôi, cái anh ái này nó cứ giống như bóng ma, thấy không? Bóng ma biên giới nó cứ đi theo sau lưng mình hoài. Theo nó bám lắm, nó ám mình đó, phá cuộc đời mình. Mà không, người đời mình nó sống mà không có ái thì thấy nó giống như là nó buồn khô khan, thấy đời sống nó không có ngắm cảnh sắc, rồi không có nghe nhạc âm thanh, rồi không có hửi mùi thơm ăn ngon xúc lạc, vân vân, không có đó. Thấy cuộc đời nó nhàm chán, nó khô khan thì sao đó. Nhưng mà chính vì cái đó nó là cái mà đưa mình đi vòng vòng, nó dẫn mình đi luân hồi là tà bà thế giới. Cho nên tới ngay cả vị đất A La Hán rồi mà vẫn còn có những cái sự dính mắc đó, chúng ta thấy là nó khủng khiếp. Nhưng mà A La Hán được cái là họ không còn dính tới sắc dục nữa, họ không còn có những cái thô thiển như cái người như mình. Đó là cái vấn đề mình thấy cái ghê gớm của cái tham ái này, nó khủng hoảng ha. Nhưng mà bậc A La Hán được là khỏe ha, chúng ta đắc được A La Hán là mình chắc cú. Đúng rồi, mình diệt hết rồi mới hết rồi, còn thôi nó còn ghê lắm. Nó theo mình, nó theo giống như là cái gì đó, coi như là cái bóng theo hình ha. Nó đi đâu nó theo một hoài. Cho nên đắc được A La Hán là mới là coi như là cái cuộc đời mình lớn đó là coi như là gánh nặng đã được đặt xuống. Những gì là cần làm đã làm xong, mình mới khỏe ra được. Còn thôi là đi vòng vòng cái sanh tử. Nếu mà đắc được Tu Đà Quần nó lên thì chúng ta thấy đời sống mình nó còn đỡ khỏe ha. Là mình tử thì cũng tục sinh làm người hay là trời thôi, còn thôi là đi xuống mấy cảnh giới mình ngồi suy nghĩ mấy cái đó mình cũng nhức đầu luôn. Rồi mà rất khó mà để mà chúng ta khó thoát khỏi cái cảnh khổ. Giờ cho nên giờ mình cứ cố gắng được nhiều hay nhiều ha, thì do phước báo mà chúng ta cố gắng như vậy thì mình làm sao để mình chấm dứt được cái đó, xóa sổ nó, đúng là xóa được cái đó thì quá tuyệt vời. Tu Đà Quần thôi là thấy khỏe, mà Tu Đà Quần thấy dễ đâu có gì khó gì ha. Chỉ cần những cái tà kiến này ha, những thân kiến, những cái tà kiến rồi hãy tà kiến diệt được thì mình hoài nghi mình cũng diệt luôn. Thì tà kiến là thân kiến hoài nghi với thủ mình diệt nó dễ quá ha, mà sao mình diệt hoài nó xong. Diệt hoài hay sao? Rồi hôm nay chúng ta học ở đây ha, và thông báo là quý vị biết là giờ học là 7:30 nha, chứ không phải là 8:30 nữa nha. 7:30 giờ Việt Nam là bây giờ dễ tính ra ha, Việt Nam là 7:30.
Thì đúng rồi, mình ái nhiều quá. Đức Phật đã dạy trong kinh, không ta không thấy một sắc nào khác ngoài sắc của người nữ trong tâm người nam, cũng vậy, ngược lại cũng vậy, sắc tinh hương vị xúc đầy đủ không thiếu đâu hết. À, do phước báo hôm nay mình học tới bài này thì sao mình tiếp tục không? À, do phước báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thấy. Bao tu sắp bà măng gà lăng ra khăn tu sắp bà đê bà ta sắp bà bột thà nụ phà vè nà sà đà sọt tì phà văn tu tê. Bao tu sắp bà măng gà lăng ra khăn tu sắp bà đê bà ta sắp bà thăm mà nụ phà vè nà sà đà sọt tì phà văn tu tê. Bao tu sắp bà măng gà lăng ra khăn tu sắp bà đê bà ta sắp sáng khà nụ phà vè nà sà đà sọt tì phà văn tu tê. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Mô Bạch Thầy Dạ, Mô Cảm Ơn, Mô Sáng Thầy Dạ. Rồi, xin mời MC lên đọc kinh hồi hướng và chúng ta hoàn án buổi học. Xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau khi nghe Pháp. Bà Thí Đà Nga Gà Thà Dạ Đề Quá Tà Sánh Tí Quy Hà Rà Hòa Chí Nhị Thu về khá rề, bồ thí khá rề, tay tay. Ta tham mã đà nề nã, bảo hòa tu phu chi ta. Cho tình ta ra tề thả vi hà, ra mạnh ta lệ. Thề chả chân mất chả, nắp đá gà, chả thức khá bồ, xà là đá gà, đà ba tì, bú bà sắc gà. Gà mà chả đề xa, đi gà mà chả ít xa ra, sắp bà nát hậu vụ bà, xú phí là hoa hoa tu tê, chả là u chà, dễ ý chà, ngàn đá sắp hoa hoa, sân xê đá chà ta, áp thá vô áp hoa tí kà, ní gà ngờ cà thầm, thám mà hoa rằng, bà phí chá đề lệ, sắp về bí đức ra xa, ca ròn tu sang ca dân, thà tu chi rằng, sa tăng tha mô, tha ma tha ra, cha phúc ra la, sẵn khô hồ tu, sa mắc gô quá, a ta giá giá, y ta giá giá, cam hề rắc khá tu, sa tha mô, sa về bí, tha nô, bước tình sanh ba hê gia ba mẹ thăm mà lý gia ba về lý tề dần kinh chỉ của sa la cầm văn các cầm tâm bị y dần ma ma ca ye na hòa cha ma na sa ti la se su ga tăng ca tăng ye sa ta sa sang ni no a thi ye cha sa ta A sang yu 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 y
manu nhạc phụ cha nặng sắp về ta phản tú ma ma chê chê xa xa khi đồng quá ta ta mẹ đà nặng ta quá ta ba ca dạ bận hồ tú ta nặng ta gặp đề cả thì đồng nặng nô nhẹ thì đồng hồ tú chú bí ta hồ tú nhẹ ta yô khi đồng nô nhẹ Tì đàng hô tu su bi ta hô tu nhà ta do Vì đàng lô nhà
Tì nam mô tu sư di đà mô tu nhà nam mô sa thú sa thú sa thú.